Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thân mến, có những thời điểm trong cuộc sống của một con người đã qua thì sẽ không bao giờ quay lại. Nó như là tuổi thơ, như những lúc ngây ngô còn đi học, hoặc những khoảnh khắc vô tư bước vào đời. Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà ta thường hồi ức lại, bần thần mà nhớ lại. Có những thời điểm đã qua không bao giờ muốn nhớ lại, vì mỗi lần nhớ lại chỉ thấy tức mình ngu. Nó có thể là lần đầu tiên bị phụ tình, lần đầu tiên bị ngoại tình, lần đầu tiên bị lợi dụng, lần đầu tiên tin một ai rồi bị lừa dối, hay lần đầu tiên cho vay tiền, lần đầu tiên hùn hạp làm ăn, lần đầu tiên bị thị phi đặt điều hãm hại. Nhớ lại mà tức, nhưng không phủ nhận một điều, trải qua những sự ngây ngô dại khờ đấy, bị đời đánh cho sấp mặt, đấy mới khiến nhân cách ta được tròn trịa, mới khiến nhân tính ta được vuông dốc, mới dần hình thành cái chất, cái cá tính, cái con người của chính ta, để phù hợp với những biến động của cuộc đời. Tử vi học cũng nói rằng, trong số 12 con giáp thì mỗi người đều có những vận số khác nhau, và tùy vào từng quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được những phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, dựa vào việc phân tích các cung mệnh cũng như lá số tử vi của các con giáp trong dòng trường sinh và dòng vận thập bát cục, chúng ta có thể phần nào đoán được về vận mệnh của các con giáp trong tương lai gần. Và tin vui là trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, con giáp tuổi Bính Ngọ sinh 1966 sẽ xong hỷ lâm môn, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân chỉ đường cho sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm. Để nắm rõ vận mệnh của mình trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây nhé. Tuổi Bính Ngọ sinh 1966 cầm tinh con ngựa, đứng thứ 7 trong số 12 con giáp. Người tuổi Bính Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ bảo mật là trên hết. Bính Ngọ nhanh nhẹn là việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội, là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra, lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc. Nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên,
Chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt. Nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở, Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất diệt mọi thứ trên đời. Đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình, lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới. Và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ thức thời. Giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình, không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy, khi có chuyện sẽ xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Nếu không được hoạt động, sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình. Bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời, giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài, hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Khi giao du với bạn, học rất hòa đồng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ. Cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi, Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình, thoải mái, tự tin trước đám đông. Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Cả thèm chóng chán, trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng,
Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc. Một khi đã bắt đầu, thì họ luôn mãi mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm, nên họ thường chọn công việc theo hứng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi dở mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng váng, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết. Họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần để thỏa mãn tính chất thường của mình. Họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc. Tuy nhiên, họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ dở. Kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn, tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết. Họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Nhìn chung, những người tuổi Bính Ngọ được hưởng phúc phần của trời, cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Đặc biệt, người này tính cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc trở ngại nhỏ trên đường đời thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn. Công danh gây dựng được từ tiền vận đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào. Từ trung vận trở đi không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ, tu tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền khi về già. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi, bản mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu. Sang đến tận hậu vận thì mới được thảnh thơi hưởng phúc, sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định, dần trở nên tốt đẹp, cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cũng là thời điểm thích hợp để Bính Ngọ tích lũy kiến thức và mở rộng quy mô kinh doanh. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Hãy tự tin và dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương. Bởi vì tình yêu luôn được đền đáp bằng một tình cảm chân thành. Đừng quá lo lắng về việc phải làm những điều lớn lao, chỉ cần biết trân trọng và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Về sức khỏe, bản mệnh hãy cẩn thận khi di chuyển xa hoặc làm việc vất vả để tránh những tai nạn không mong muốn. Người trong gia đình có thể đối mặt với những rủi ro, vì vậy Bính Ngọ nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đi khám và chữa trị để bảo vệ sức khỏe. Công việc của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ có sự tiến bộ so với đầu năm. Chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, Bính Ngọ sẽ giải quyết mọi vấn đề dễ dàng, thậm chí có thể đưa ra nhiều ý tưởng có ích cho tập thể. Từ đó, Bính Ngọ sẽ được cấp trên đề bạt, thăng tiến và tăng lương khi thi cử, nếu tự tin và biết khai thác tối đa ưu điểm của mình. Bính Ngọ sẽ có thành quả đáng mong chờ. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc, kẻ ghen tị có thể tận dụng để gây rắc rối cho Bính Ngọ. Tài chính của người tuổi Bính Ngọ không có biến động lớn về thu chi, thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại hoặc kinh doanh cá nhân. Với lượng khách hàng ổn định, mặc dù cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng với sự kiên trì, Bính Ngọ sẽ dễ dàng tìm được cách để vượt qua. Quý khán giả thân mến,
Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này để giữ một sức khỏe ổn định, tuổi Bính Ngọ cần nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ tích cực lạc quan, xả stress kịp thời. Nếu cảm thấy vướng mắc, bạn nên tâm sự với mọi người để tìm cách tháo gỡ chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chớ bắt cơ thể làm việc quá sức. Đặc biệt, các hoạt động vui chơi tụ tập cần được tiết chế. Quá ham vui, sinh hoạt thiếu điều độ sẽ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi, uể oải, không thể tập trung cho các công việc chính của mình. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 11 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ tháng này vướng phải nhiều khúc mắc, chủ yếu là do chịu tác động của cục diện tương xung. Bên cạnh việc cảnh giác với các tác động bên ngoài, bản mệnh cũng cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, có như vậy mới hạn chế được nhiều rắc rối. Thời điểm này, bạn thường xuyên hành xử một cách nóng nảy, cực đoan, chuyện bé xé ra to, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái. Rất có thể bạn sẽ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến kẻ đó tìm cơ hội bạn sơ hở để hãm hại, gây rắc rối cho bạn. Tốt nhất con giáp giáp này cần nhắc nhở mình bình tĩnh khi đối diện với mọi vấn đề, bởi cứ làm quá mọi chuyện lên thì tất cả chỉ càng lâm vào bế tắc. Khuyên bạn hãy bình tĩnh trao đổi với mọi người, hạ cái tôi của mình xuống và quan sát vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Như vậy thì việc khó đến mấy cũng có thể dần dần tháo gỡ. Nguyệt lệnh lâm thai cũng khiến cho một số người trở nên lơ là. Với công việc bạn thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy cho người khác, khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bản mệnh rất dễ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Các tinh giải thần xuất hiện sẽ giúp đỡ cho những ai biết cách cư xử, không kiêu ngạo, hống hách, luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Vì vậy, dù lâm vào cảnh bế tắc, con giáp này cũng chớ từ bỏ hy vọng. Hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ phải đối diện với tình cảnh tài lộc sụt giảm khi các nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, các khoản đầu tư chi tiêu lãng phí lại liên tục xuất hiện. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định vào tháng này. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kỹ càng, tìm hiểu kỹ đối tác của mình trước khi góp vốn. Để đảm bảo an toàn trong tháng bị đại hao chiếu mệnh, tốt nhất bản mệnh nên tập trung làm tốt các kế hoạch đang dang dở của mình, tránh vội vàng mở rộng thêm quy mô hoặc hợp tác thêm với người mới. Khi túi tiền chưa rủng rỉnh, bạn cũng cần hạn chế tiêu pha cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trước khi mua hàng, bạn cần xem giá cẩn thận, chớ chi tiêu vượt quá mức chi trả của mình. Nếu có người rủ rê con giáp này đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mua bán những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi, bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, bởi đó có thể là cái bẫy kẻ tiểu nhân đặt ra, khiến bạn rơi vào cảnh hao tiền tốn của. Nếu có ý định chi tiền, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh. Tháng này, các tinh giải thần khuyên tuổi Bính Ngọ nên chi tiêu hài hòa. Nếu có điều kiện thì nên dùng tiền để làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Bây giờ bạn làm việc tốt thì tương lai khi gặp phải khó khăn, rất nhiều người sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Tháng này ngũ hành tương khắc cũng khiến cho mối quan hệ vợ chồng của tuổi Bính Ngọ dễ lâm vào bế tắc. Hai người thường xuyên cãi giả, giận hờn nhau mà nguyên nhân có thể rất vu vơ. Khi cảm thấy không hài lòng với người ấy chuyện gì, bạn cần trao đổi thẳng thắn chứ không phải giữ trong lòng. Đợi đến khi có điều kiện thì nói bóng nói gió. Cách hành xử này không chỉ khiến người ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương, mà ngay cả bạn cũng sẽ không thể cảm thoải mái được. Người độc thân tháng này rất có thể sẽ lâm vào những mối quan hệ rắc rối, phức tạp bởi bản tính trăng hoa, đa tình. Bạn không nên giữ quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc,
Thái độ thiếu chân thành sẽ khiến bạn quen biết với nhiều đối tượng vui chơi qua đường, cuối cùng rước lấy nhiều chuyện phiền nhiễu, điều tiếng không hay về mình. Một khi đã quyết định đến với ai, con giáp này nên thành thật với người ấy và giữ khoảng cách với những người khác. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, dây dưa với nhiều người, thì cuối cùng bạn sẽ chẳng thể tìm được một ai đáng tin cậy đâu. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có hung có cát, song kết quả cuối cùng tiến triển theo chiều hướng tốt hay xấu, chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Cục diện tương hại cho thấy bạn thường thiếu kiên nhẫn khi giải quyết các công việc khó khăn, phức tạp hay khi lắng nghe người khác. Chính vì vậy, bạn thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Con giáp này cũng khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để đưa ra những cách giải quyết hợp lý hơn. Khi mọi việc lâm vào bế tắc, bạn cũng chớ nên nổi nóng tìm cách đổ lỗi cho người này người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Lúc này, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ, cân nhắc tìm ra vấn đề của bản thân trước và dũng cảm nhận lỗi, như vậy mới khắc phục được khó khăn, có hướng đi mới cho mọi việc. Hãy yên tâm vì sự nghiệp của bản mệnh không chỉ toàn những khó khăn. Nhiều các tinh như trường sinh, tử vi, giải thần là dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng. Tuổi Bính Ngọ hãy luôn giữ tinh thần quyết tâm, cố gắng trong công việc. Đừng nóng giận bỏ cuộc giữa chừng, như vậy bạn sẽ gây ấn tượng với cấp trên, tạo thiện cảm được với đồng nghiệp. Mọi người xung quanh sẵn sàng giúp sức để bạn vượt qua khó khăn. Hơn nữa, con giáp này vốn là người thông minh, có tài, vì vậy cần tìm thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân, như vậy bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cơ hội thăng tiến hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Bính Ngọ nhìn chung không có tăng trưởng quá rõ rệt. Bạn cần xem lại định hướng làm ăn của mình, cũng như cách ứng xử với mọi người xung quanh, có thể sẽ tìm ra vấn đề khơi thông tài lộc. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh nên quyết tâm hơn khi thực hiện các kế hoạch, dù vướng phải khó khăn hay trục trặc. Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng, hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, gây ấn tượng với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên của mình. Các tinh tử vi và giải thần khuyên bạn hay kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe và trao đổi với mọi người xung quanh. Như vậy thì con giáp này có thể dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mọi việc cũng sẽ tiến triển suôn sẻ hơn, dù gặp khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ. Người làm kinh tế có thể nhân thời điểm này để giao lưu với khách hàng, đối tác nhiều hơn, nhằm mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên bạn không cần quá nóng lòng với các kế hoạch đầu tư buôn bán. Hãy dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về đối phương, tránh những bất đồng tranh chấp không đáng có nếu hợp tác sau này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này tình hình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ cũng khá ổn định, công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm stress kịp thời. Như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng, hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc, vừa đạt chất lượng cao, vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 12 âm lịch. Trái với phương diện sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm thì phương diện tình duyên của tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch này lại khá rực rỡ. Nhờ có sự ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Người độc thân nổi bật giữa đám đông, bởi tính cách mạnh mẽ và tự tin của mình, bạn không ngại tham gia vào các hội nhóm, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của bản thân và con người thật của mình. Vì vậy, sẽ khiến cho không ít người ấn tượng. Nếu có thiện cảm với một ai đó, bản mệnh đừng ngại là người chủ động tiếp cận và giữ liên hệ với đối phương. Chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì hoàn toàn có cơ hội bước vào một mối quan hệ mới và tìm được nửa kia phù hợp với mình. Người đã lập gia đình luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người thân trong mọi quyết định. Bạn thường xuyên trò chuyện với mọi người, nên quan hệ giữa các thành viên ngày càng gần gũi. Mọi người luôn có mặt đầy đủ trong những giờ phút quan trọng của nhau. Quý khán giả thân mến,
để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc thu hút may mắn. Dậy tuổi Bính Ngọ sinh 1966 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Tý. Về phương diện kinh doanh, tuổi Bính Ngọ và tuổi Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng nên họ hoạch định chiến lược cực tốt. Tuổi Bính Ngọ có tầm bao quát nhưng một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Bính Ngọ không đứng núi này trông núi nọ. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Bính Ngọ chọn, bởi tuổi Bính Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Bính Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần. Về phương diện kinh doanh, tuổi Bính Ngọ và tuổi Dần có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc người tuổi Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Bính Ngọ, vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Bính Ngọ và tuổi Mão cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Bính Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững. Bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Thìn. Trong làm ăn, tuổi Bính Ngọ và tuổi Thìn sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Bính Ngọ là rất hay bà nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn. Chính người tuổi Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Thìn thì may mắn trong kinh doanh, tuổi Bính Ngọ lại có tài làm ăn. Họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Tỵ. Nếu hợp tác làm ăn, đôi bạn này có thể sẽ không cặp với nhau lâu dài. Tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng tuổi Bính Ngọ sẽ thấy tuổi Tỵ có phần nhạt nhẽo vô vị, trong khi tuổi Tỵ bực mình vì sự thờ ơ thiếu tập trung của tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn, họ sẽ phải cam kết ràng buộc rõ ràng ngay từ đầu, bởi tuổi Bính Ngọ rất chăm chỉ và thông minh, chẳng khó khăn gì để công việc của họ phát triển. Nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu. Một công ty được hai người tuổi Ngọ làm chủ sẽ rất năng động, vui vẻ và rộn tiếng cười. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Mùi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Mùi sẽ là người đứng đầu, vì con giáp này thích công việc quản lý. Tuổi Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Bính Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Mùi. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Thân. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Tuổi Thân thường bận rộn với những việc riêng, trong khi tuổi Bính Ngọ thì mãi miết làm. Khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định. Khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Bính Ngọ. Tuổi Dậu có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn có khiến người tuổi Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng, tuổi Bính Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Tuất. Nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Bính Ngọ,
Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Hợi. Trong kinh doanh cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Bính Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt, nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của tuổi Bính Ngọ. Tuổi Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Bính Ngọ. Quý khán giả thân mến, những vật phẩm phong thủy dành cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966 để tăng cường may mắn và tài lộc trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Người tuổi Bính Ngọ có thể tận dụng sức mạnh của các vật phẩm phong thủy. Những vật phẩm này không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn giúp bạn khai mở những cơ hội mới trong cuộc sống. Một trong những lựa chọn nổi bật chính là đá thạch anh, được biết đến như một loại đá quý có khả năng hấp thụ và phát tán năng lượng. Đá thạch anh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang lại sự bình an và thịnh vượng cho không gian sống. Đá thạch anh với màu sắc đa dạng, từ trắng, hồng đến tím, mỗi loại đều có những công dụng riêng. Đá thạch anh trắng giúp làm sạch năng lượng tiêu cực, trong khi thạch anh hồng hỗ trợ cho tình yêu và sự hòa hợp trong gia đình. Hãy đặt một viên đá thạch anh trên bàn làm việc hoặc trong phòng ngủ để tăng cường sự tập trung và thu hút năng lượng tốt. Ngoài ra, một vật phẩm không thể thiếu chính là bức tượng ngựa. Ngựa là biểu tượng của sức mạnh tự do và phát triển. Đặt bức tượng ngựa ở cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, giúp bạn mở ra những cơ hội tốt trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngựa còn mang lại may mắn trong công việc, khuyến khích sự phát triển và bứt phá. Chính vì thế, đây là một vật phẩm rất đáng để sở hữu trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Cũng đừng quên các vật phẩm phong thủy khác như cây xanh, cây cối không chỉ mang lại sức sống cho không gian, mà còn tạo nên bầu không khí trong lành, tươi mát. Bạn có thể lựa chọn những cây có ý nghĩa phong thủy tốt như cây phát lộc, cây kim tiền hay cây tiền tài. Những loại cây này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp thu hút tài lộc, cải thiện vận khí cho người tuổi Bính Ngọ. Ngoài ra, những món đồ trang trí mang tính tự nhiên như tranh, phong cảnh hoặc các vật phẩm làm từ gỗ tự nhiên cũng góp phần tạo nên không gian tích cực. Chúng sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và tinh thần phấn chấn để vượt qua mọi khó khăn trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Hãy nhớ rằng môi trường xung quanh có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và sự sáng tạo của bạn. Vì vậy, hãy chăm sóc cho không gian sống của mình một cách chu đáo. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 là thời điểm tuyệt vời để bạn áp dụng những vật phẩm phong thủy này, không chỉ nhằm thu hút tài lộc mà còn tạo dựng một không gian sống và làm việc tràn đầy năng lượng tích cực. Hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp mà thời điểm này mang lại và để những vật phẩm phong thủy đồng hành cùng bạn trong hành trình hướng đến thành công. Quý khán giả thân mến, trong cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều nghiệp tốt và nghiệp xấu mà nhiều người không biết tại sao. Thực ra đó là những món nợ chúng ta đã nợ suốt cuộc đời. Trong tất cả những người chúng ta gặp trên đời này, có người đến để đòi nợ và có người đến để trả nợ. Trong đó có con cái chúng ta, những kẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo đều đến đây để trả nợ. Còn những kẻ nổi loạn vô kỷ luật thì đến đây để đòi nợ. Có người hỏi chúng ta không biết gì về nhân duyên kiếp trước, thì làm sao biết được ai đến đòi nợ, ai đến trả nợ. Đức Phật nói về duyên gặp gỡ, bất kể bạn gặp ai, người ấy sẽ là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Đó hoàn toàn không phải là tình cờ, người ấy nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Tất cả chúng ta đều mang theo nghiệp đến thế giới này, không có gì biến mất, chỉ có nghiệp còn ở lại với chúng ta. Kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau hay trở thành một gia đình đều là duyên phận giữa chúng ta, dù tốt hay xấu đều là duyên nợ. Vì vậy, đừng cố tình lo lắng về những điều này, hãy cố gắng hết sức trong lúc này và tin rằng mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất của số phận. Làm sao trả hết nợ đời, nợ tiền, nợ người từ kiếp trước, nghe Phật giảng xong sẽ biết. Một là niệm Phật tụng kinh và làm việc thiện. Tất cả những người Phật tử kiên trì tu tập siêng năng niệm Phật và tụng kinh hồi hướng công đức, chia sẻ công đức của mình thì thực ra đang diệt trừ tai họa và giải quyết vấn đề cho chính mình. Tham gia phóng sinh để tích phước và thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà đều là cách trả nợ. Nếu phát Bồ Đề tâm và đi theo con đường Bồ Tát thì sẽ có công đức và tiêu tan ác. Xuyên hồi hướng công đức niệm Phật cho kẻ thù, chủ nợ, thân quyến, bạn bè sẽ không những không làm hao hụt công đức
mà còn nhân đôi công đức giống như ngọn đèn thắp sáng dạng ngọn đèn. Đây cũng là một sự hồi hướng của Phật giáo, công đức không thể tưởng tượng nổi. Đức Phật dạy từ bỏ một thứ sẽ được dạng phần thưởng, chỉ có từ bỏ mới có được. Nếu có người gieo trồng căn lành trong Phật giáo, bố thí và cúng dường, thậm chí làm những việc thiện rất nhỏ, miễn là người đó thành tâm hồi hướng cho chúng sinh, thì công đức của người này sẽ cực lớn lao. Hai là phóng sinh công đức. Tích lũy của việc phóng sinh là vô cùng phi thường, nên cũng là cách nhanh nhất để trả những món nợ đã tích lũy từ kiếp trước. Nhiều người đã từng nghe câu nói: cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Phóng sinh cũng như cứu một mạng người, chúng sinh đều bình đẳng, cứu người cũng như cứu mình. Hãy làm việc thiện, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, mang lại lợi ích cho mình và người quan tâm đến tất cả chúng sinh, bạn sẽ tự nhiên có thể giải quyết được kẻ thù và chủ nợ của mình. Ba là làm từ thiện rộng rãi và tích đức để trả nợ. Nhà nào tích lũy việc lành sẽ luôn được hạnh phúc, nhà nào tích ác sẽ gặp họa. Làm việc thiện và tích đức thực chất là cách trả nợ nhanh nhất. Chúng ta có rất nhiều phước lành trong cuộc sống này, bao gồm sức khỏe, giàu có, danh tiếng, sắc đẹp, tất cả đều là phước lành. Phước lành của mỗi người thì có hạn, nhưng cách tích phước thì vô hạn. Phát huy tránh phát là tích phước, thực hành bố thí cũng là tích phước. Khi một người giúp đỡ người khác với lòng từ bi, cho dù đó là quyên góp tiền bạc hay cúng dường, miễn là làm việc tốt, cho đi bằng tâm bố thí thì chính là đang tích lũy phước lành cho bản thân và trả nợ. Mọi vật đều do tâm tạo tác, thiện ác trên đời đều do tư tưởng khởi lên. Tâm thiện thì dạng vật đều thiện tâm, ác thì dạng vật đều ác. Người làm việc thiện tích nhân lành, phước báo nhân tốt, quả tốt, sẽ giải quyết được nhân quả xấu, vô hình giúp mình trả hết tội lỗi đã qua. Trong Phật giáo có một câu nói rất hay: người hành thiện phúc tuy chưa tới nhưng quả đã tránh xa, kẻ hành ác quả tuy chưa tới nhưng phúc đã rời xa. Bốn là biết chịu lỗ và trả nợ theo cách trả hết nợ trong nhiều kiếp. Thì việc chịu mất mát là một điều may mắn để trả hết nợ, sẵn sàng trả giá mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Người sẵn sàng chịu lỗ sẽ không bao giờ thiệt thòi. Chịu đựng mất mát là một trí tuệ vĩ đại hiếm có và là một trạng thái của con người. Nhiều người cho rằng đây là hành vi ngu ngốc, nhưng thực tế ai cũng biết sự thật này. Nỗ lực chưa chắc đã được khen thưởng, nhưng khi bạn cho đi mà không yêu cầu đáp lại, bạn đang trả một món nợ ân tình. Nếu sự bao dung của bạn được người khác đón nhận, bạn có thể hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Hãy học cách kiên nhẫn khi gặp phải sự bất công, có thể kẻ thù hoặc chủ nợ đến đòi nợ. Lúc này bạn trả cho hắn coi như là trả bớt nợ đời. Nếu người khác hiểu được suy nghĩ của bạn còn có thể hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Tại sao người ta thường nói hồi hướng công đức cho kẻ thù và chủ nợ? Bởi vì trả nợ cho chủ nợ của kẻ thù cũng là trả nợ cho chính mình. Trong trường hợp này, nợ đời, nợ tiền, nợ người đều đang được trả. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.